Kim Bùi xin kính chào các cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với hành trình đi từ Bến Tre đến Sài Gòn đi qua quốc lộ 50. Thì hiện tại thì Kim Bùi đang ở dưới chân cầu Mỹ Lại. Ở video trước thì chúng ta đã qua cầu Mỹ Lại rồi. Kim Bùi đang dừng ở dưới chân cầu ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thì trong video này thì chúng ta sẽ đi vào thị trấn Cần Đước nha các cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình đi. Thì khi mà đi qua cái cầu đó Mỹ Lợi đó thì tới cái vùng này thì cũng vừa thấy này, người ta bán dừa nước nhiều lắm. À, đây đó nè các cô chú anh chị, người ta dựng những cái chòi đó, rồi dừa nước thì người ta chặt sẵn vô bịch nước lạnh. Có thể mình ghé ngang mình mua những cái bịch cơm dừa nước. Dừa nước thì không dùng ở các tỉnh miền Tây này, nhưng mà cái mùi thấy chưa bao giờ thấy cái chỗ nào mà bán dừa nước nhiều như ở đây hết á, ở dưới chân cầu Mỹ Lợi. Có mấy chục cái chòi để bán dừa nước á. Mình đi rải trên con đường quốc lộ 50 hai bên đường luôn nha các cô chú anh chị. Ở đây thấy người ta bán lạc xưởng nữa. Tiếp tục theo con cổng chào nè, Nguyễn Cần Đước xin kính chào quý khách. Có vẻ như là những cái con đường nó nhỏ như thế nào mới có thế này mới có cổng chào thôi, còn những con đường lớn như quốc lộ 1 thì chắc chắn là sẽ không có cổng chào rồi, rất là nguy hiểm khi có những cái xe lớn. Chúng ta đang đi ở huyện Cần Đước trên quốc lộ 50. Trong chuyến hành trình đi từ Bến Tre đi lên Sài Gòn, trong chuyến hành trình này thì mình vừa ghé nhiều chỗ hơn, dừng nhiều chỗ hơn, qua nhiều địa điểm hơn. Cái con đường quốc lộ 50 này đi dài hơn là đường quốc lộ 1A trong cái chuyến hành trình trước. Chúng ta chạy khoảng 4-5 cây số thì chúng ta sẽ tới thị trấn Cần Đước các cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình đi tiếp nha. Bây giờ là chiều rồi. Cái buổi lang thang từ sáng 9 giờ sáng là chúng ta bắt đầu từ Bến Tre, mà bây giờ lang thang tới 3 giờ chiều rồi. Chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh.
vừa quay phim rồi vừa ăn uống vừa sạc pin. Nó mới lâu vậy chứ mình tập trung mình đi thì cũng không đến nổi. Với lại đường quốc lộ 50 này thì cũng xa hơn so với đường quốc lộ 1A. Nhưng mà có một cái thì đường quốc lộ 1A nó nhiều xe quá, đông xe quá mình đi mình cũng ngợp. Đi con đường quốc lộ 50 này thì nó thoáng hơn. Ở đây nó có cái đường tắt ra này các cô chú anh chị, cái đường tránh thị trấn Cần Đước á. Chúng ta đi về Sài Gòn chúng ta sẽ rẽ về phía bên phải, nhưng mà bây giờ cũng muốn đi vào thị trấn Cần Đước để mình tham quan thị trấn Cần Đước nha. Mùi như chợ thẳng rồi đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào thị trấn Cần Đước. Nếu mà chúng ta cần đi nhanh á thì chúng ta sẽ rẽ về phía bên phải mà chỗ nãy. Chúng ta đi lên thị trấn Cần Đước luôn. Bây giờ chúng tôi muốn tham quan chút xíu. Lâu rồi không có xuống Cần Đước, một mấy năm rồi đó. Muốn ghé Cần Đước để mình tham quan chút xíu. Chúng ta đã thấy không khí của một thị trấn rồi. Chúng ta đã vào tới thị trấn Cần Đước rồi các cô chú anh chị. Nhà cửa san sát. Rồi nhiều dịch vụ, nhiều cửa hàng, nhiều quán ăn. Chung là ở miền Tây đâu phải. Khi mà chúng ta chạy xa xa chúng ta thì thấy ruộng rồi. Ruộng rồi vườn trái cây này nọ. Khi mà vô thị trấn thì có nhà cửa nó như thế này. Nhiều cái dịch vụ. Vô thị trấn thì chúng ta sẽ tìm tới cái chợ đúng không chứ chị? Tôi sẽ tìm tới cái chợ rồi review cho các cô chú anh chị xem cái chợ và những cái chợ bên kia. Đúng rồi, chợ Cần Đước. Đó đó, chợ Cần Đước đây. Nhưng mà giờ dừng chỗ nào để quay cái cổng chợ? Chỗ nào dừng không? Đứng ở đây là không thấy rồi.
chúng ta sẽ đi qua bên kia đường thì chúng ta sẽ dễ thấy hơn. Chợ Cần Đước thấy cũng nhỏ hơn cô chú anh chị. Chúng tôi sẽ rẽ xuống đây chút xíu rồi vừa vòng lên này. Qua bên kia thì chúng ta sẽ nhìn cho nó rõ cái chợ như cái khu chú anh chị. Đây là khu vực thị trấn. Chúng ta cũng chạy vòng vòng để chúng ta tham quan chút xíu. Có vẻ như xuống dưới đây là nó ra ngoài khu vực chợ rồi. Là sẽ vòng lại. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm một cái chỗ nào đó để quay qua cái chợ cho các cô chú anh chị mình xem cái chợ. Thường là ở trước chợ nó buôn bán đông đúc lắm, khó dừng. Ở đây có thể dừng được này. Rồi phía bên kia là chợ Cần Đước đó các cô chú chị, cái nhà lồng chợ đó. Rồi Kim Bùi xin kết thúc một cái video ngắn ở đây nha. Chúng ta đã đi từ cầu Mỹ Lợi tới chợ Cần Đước. Thì Kim Bùi muốn lấy chỗ này là làm cái điểm nhấn đi để kết thúc. Rồi trong video kế thì chúng ta từ cái chợ Cần Đước này chúng ta sẽ đi về hướng thị trấn Cần Duộc. Rồi mời cả nhà chúng ta theo dõi video kế nha. Các cô chú anh chị nếu mà chưa nhấn nút subscribe thì nhấn nút subscribe để theo dõi. Bye bye.